thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là bài toán khó đến phát khóc, hay là những nụ cười về mối tình đầu chớm nở. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là ký ức, kỷ niệm duy nhất mà chẳng bao giờ trở lại được. Ba năm cấp 3 cũng là 3 năm được làm học trò của thầy cô, không những được truyền đạt kiến thức mà còn là cách sống. Thầy cô như một người bạn, người mẹ quan tâm kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Dù là những năm tháng quậy phá, bị la rầy nghiêm khắc, hay những năm tháng bí mật tổ chức sinh nhật cho cô, để rồi giờ đây sẽ có những bạn âm thầm mà ao ước. Ước gì thời gian trở lại để được làm học trò, được yêu thương, được la rầy lần nữa. Chúng ta từng là những cô bé cậu bé vô tư, mà giờ đây những sang sách ấy đã dần khép lại thành những suy tư vô cùng khó nói. Cảm ơn tất cả vì đã là thanh xuân của nhau. Mong rằng dù có sao đi nữa, 40 năm mảnh ghép 12 A8 sẽ thật hạnh phúc, thật thành công sau này. Sau tất cả, mình mong rằng mỗi khi chúng ta nhớ lại sẽ tự bất giác mà mỉm cười.